Chào các bạn, trước mặt chúng ta chính là chiếc Lincoln Navigator phiên bản Black Label L được Việt Auto nhập về màu đen khá là chuẩn men, đầu cực kỳ hầm hố luôn anh em. Có lẽ là mình cũng không phải nói nhiều bởi vì thiết kế nó quá là đẹp rồi. Quá là đẹp. Lấy tần nhiệt là kiểu ma trận. Tuy nhiên các bạn có thể thấy sự đồng nhất này. Cái logo hình như này nhá. Cái nan trong lưới tần nhiệt nó có hình y hệt như cái logo luôn. Đó các bạn thấy, quan sát đấy. Viền kim loại. Viền ốp kim loại mạ chôm. Cụm đèn pha sử dụng bóng bi LED, hai bóng rất là to. Đèn định vị LED. Cả trước hầm hố, sự đẹp nhất ở phần bên hông chính là cái bộ mâm này. Khi chạy ngoài đường ấy các bạn, khi chạy ngoài đường nhìn nó đẹp cực kỳ luôn, đẹp dã man luôn ấy các bạn. Kích thước đâu đó 22 inch, lốp 285/45. Mình quay kỹ hơn này, cái mặt ngoài nó kiểu được phay phay phẳng ấy. Tuy nhiên thực tế thì nó là có những cái đường vân 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 rất là đẹp, thông những cái chấu cách nhau bằng một cái khe đút vừa 5 ngón tay của mình. Logo Lincoln ở đây. Navigator. Gương chiếu hậu tích hợp camera 360. Phần dưới được sơn màu đen, phần trên ốp kim loại mạ chôm, giữa là đèn định vị LED. Kích thước tổng thể nó rất là to anh ạ. Đây, chính là cái tổng thể của nó. Khủng khiếp luôn, Long Mỹ. Đây là phiên bản Long Wheelbase. Phiên bản L nên là trục cơ sở nó dài hơn, tổng thể nó cũng dài hơn. Đây là phần đuôi. Phần đuôi của chiếc Lincoln. Cụm đèn hậu LED trải đều từ trái qua phải luôn. Hai bên chính giữa là ốp kim loại mạ chôm. Dòng chữ Lincoln ở phía trên. Thì cái phía sau rất là vuông vức. Sẽ mở cái cốp này. Đây là camera hậu. Cốp tất nhiên là mở điện. Wow, đây chính là cái khoang chứa đồ. Ba hàng ghế sử dụng rồi nhưng mà cái khoang chứa đồ nó rộng như một chiếc SUV 7 chỗ ngồi gặp hàng ghế thứ ba vậy. Màu nâu cà phê các bạn nhé. Nhìn đây nó hơi khó nhận ra, tuy nhiên đây là màu nâu cà phê. Thảm lót, trời. Là chất liệu vải. Đó, bên dưới nó cũng có một cái chất liệu như thế nữa này. Bên dưới là cái gì? Những cái hộp chứa đồ nhỏ khác. Đây là những cái điều chỉnh ghế, điều chỉnh hàng ghế thứ hai. Đây là gập hàng ghế thứ hai. Đây là gập hàng ghế thứ ba. 2 3. Đó, tự động chủ động gập xuống. Các bạn giữ nha, nó sẽ gập từ từ. Đó, các bạn thấy khi hai hàng ghế thứ hai và thứ ba gập xuống, các bạn thấy không gian rộng không? Cực kỳ rộng chứ không còn là rộng nữa rồi. Đây, mình nghĩ nó phải nhét được vừa một con morning vào đây mất. Tuy nhiên nó có cái cục kia hơi nhô lên, nhưng mình nghĩ là nếu mà nhét con morning chiều dài có vừa con morning, chiều cao thì không vừa nhưng chiều dài là vừa đấy. Đây, bạn có thể bỏ những chiếc xuồng, những chiếc cai nhắc hay là bộ gôn thì không phải nói gì rồi, tại vì không gian này thì bộ gôn lại quá nhỏ bé so với cái không gian chứa đồ này. Rộng một cách dã man, không rõ là nó có gập lên đường điện không. Không gập điện các bạn, không ngả lên đường điện được, chỉ ngả xuống thôi. Không được, mình ấn thì không được, còn không rõ thực tế nó có được không, mình nghĩ là nó không. Đây là cái những cái hộc chứa đồ cho khoang thứ ba.
khá là nhiều. Có cổng sạc USB ở đây, không lên nét được. Cực kỳ rộng, nóng điện. Còn cái thứ hai, các bạn có thể thấy nó gập rất là đẹp luôn này, nó gập gọn luôn này, cực kỳ gọn này. Hệ thống âm thanh, wow, nhìn cái thiết kế đã thấy nó đẹp rồi. Theo lịch sự thì mình sẽ bỏ giày đi lên, bật lên xuống chỉnh điện, khi bạn mở cửa nó sẽ chủ động lấy ra, gập ra. Rõ là ở lên như thế nào, có lẽ là phải dùng hai tay. Wow, cuối cùng thì mình cũng gập được lên. Là khi ghế ngồi, tức là gập cơ chứ không phải là gập điện, ngửa cơ chứ không phải là ngửa điện. Nếu mà chức năng điện nữa thì ê ly luôn. Tại đây chúng ta cũng có thể gập ghế xuống, nó nhấc lên để ta vào ghế thứ ba. Đó. Tiên bạn có thể dùng cái chốt ở dưới đây. Bạn chờ chút. Mình đã gặp nó xuống rồi. Mình sẽ bước vào bên trong khám phá xem nó có những cái gì. Xảy ra một cái màn hình ngay trước mặt mình thôi. Có lẽ là phải bật hệ thống điện ở phía trên lên. Rất tiếc không có chìa khóa, mình quên không mượn được chìa khóa rồi. Mình sẽ review chay cho các bạn những cái trang bị thôi nhé. Đây chính là hai cái loa gắn tại bậc cửa. Cửa sổ trời toàn cảnh phía trên, không gian cực kỳ thoáng đãng. Đáng tiếc là khoang 3 không có cửa sổ trời. Ghế khi được gặp tạo thành một cái mặt phẳng rất là rộng lớn. Tại đây chúng ta có gì? Đây là một cái bệ tỉ tay cố định rất là to. Phía dưới có cả một cái không gian để các bạn để đồ khác này. Nó rộng phía dưới này. Trên có hai khay để cốc ở đây. Đây là cái màn hình để các bạn điều chỉnh những cái núm điều chỉnh ở đây. Cái nút điều chỉnh này vặn rất là sướng. Bên ngoài nó được bọc kim loại. Xoay rất là thích luôn. Xoay cả ngày. Ở đây chúng ta có một cái hộc để đồ rất là rộng. Các bạn thấy mình thò tay xuống khá là sâu được. Không có cái cổng sạc hay là mấy cái rắc cắm nào khác. Chỉ là đơn thuần chỉ là một cái khay để đồ thôi. Bên ngoài bệ thì tay. Đây chính là cái bệ thì tay. Phía dưới này ốp gỗ này. Gỗ màu nâu, nâu cà phê rất là đẹp. Tại đây chúng ta có những cái gì? Cũng có hai cái núm xoay. Đây là núm xoay điều hòa. Nó sẽ hiển thị điện tử các bạn nhé. Hiển thị điện tử ở những cái màn hình ở đây. Những cái nút bấm này. Phía dưới có cổng sạc 150W. 110V, 150W. Bên này còn một cái cổng sạc khác. Hai cổng sạc USB. Đây có một cổng sạc để đậu thuốc. Đây chính là cái cổ cắm 110 ba chân. Đây có cái nút điều chỉnh khi ghế phụ trượt lên trượt xuống. Đây chính là hai cái nút điều chỉnh cho cái ghế phụ này trượt lên trượt xuống. Rất tiện nghi. Đây là khoang cabin. Hơi tối một chút các bạn thông cảm. Khoang cabin. Mình sẽ lên hàng ghế trên. Cửa không hít. Có mặt tại cửa trên. Ngay tại đây hệ thống loa. Những cái nút điều chỉnh ghế.
đặt ở đây như những chiếc Mercedes. Rất nhiều, ba nhớ ba vị trí. Đây là những điều chỉnh trượt lên trượt xuống của ghế. Đó, lên xuống. Cái này là ngả. Ngả cái tựa lưng. Còn cái này là điều chỉnh cái trên đầu. Đó, các bạn thấy nó lên xuống không? Đó, ghế hai lớp các bạn nhé, ghế ngồi được cả trang bị hai lớp, các bạn có thể ngả nó ra hoặc là thu nó vào tùy theo thể trạng của từng người, hoặc là bạn ngửa cả nút dưới. Có rất nhiều cái nút bấm để các bạn sử dụng. Đây là điều chỉnh gương và kính. Rất nhiều, chỉnh đau đầu luôn. Đây là logo Black Label, phiên bản Black Label. Mình ngồi bên trong. Ui, mình như bị lọt thỏm bên trong cái ghế ngồi của chiếc này mất. Không có chìa khóa nên nó sẽ báo luôn no key. Tại đây chúng ta có những cái gì? Navigator, HUD, nhạc, đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh dạng zoom xoay. Bên này có set cruise control, vô lăng ba chấu, da màu nâu cà phê, logo Lincoln. Phía sau là lẫy chuyển số vô lăng cộng trừ ở bên này. Những cái nút điều chỉnh khác rất là nhiều. Đèn thì các bạn sẽ điều chỉnh ở đây. Chúng ta cũng có nút cái điều chỉnh chân ga và chân phanh dài ra và thu vào tùy theo thể trạng của từng người. Đây là một chiếc xe rất là lớn. Màn hình trung tâm nhô lên, các bạn thấy nó nhô hẳn ra này, như một chiếc iPad gắn vào ấy. Đây là chi tiết gỗ ốp, nhìn rất là sang trọng. Hai cổng sạc USB, một cổng sạc năng tấu thuốc, có sạc không dây, các bạn đặt vào đây. Bên này thì sao? Có hai khay để cốc và một khay có lẽ là để chìa khóa. Núm điều chỉnh Drive Mode ở đây, điều chỉnh các chế độ lái. Cảm biến, những cái điều chỉnh auto hold, phanh tay điện tử. Đây là nút như kiểu start stop engine. Xin lỗi các bạn, đây là như kiểu là idling stop, ngắt động cơ tạm thời. Giờ công nghệ đang rất là phổ biến cho những chiếc ô tô. Đây có một cái khay để đồ rất là lớn, tương tự như ở cái khoang dưới, cái khoang thứ hai. Các bạn thấy mình sờ được rất là sâu xuống, nó to. Còn ở trên đây nó còn được một cái khay đỡ khác, có thể nhấc ra để thấy rộng hơn. Dưới đây chính là cái đầu, cái khe để mở đĩa, ổ đĩa, cổng sạc đựng đậu thuốc. Rất là đẹp, nói chung là nó rất là to, phong cách khủng long Mỹ mà. Chất, ghế ngồi rất là chất luôn. Động cơ của nó là 3.5, V6 3.5 lít. Công suất 450 mã và hộp số 10 cấp các bạn nhé. Hộp số 10 cấp. Hệ thống loa của nó là hệ thống loa Revel Ultima. Rồi các bạn, tiếng Anh thì mình không giỏi lắm. Các bạn xem review mình quay nhiều thì các bạn biết là mình không giỏi tiếng Anh lắm. Đây có những chi tiết gỗ ốp gọi là đỉnh cao luôn. Rồi mình tìm chỗ nào sáng mình cứ quay các bạn. Nó có những cái chấm li ti này. Thiết kế nó rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thực tế, phải nhìn thực tế mới thấy nó đẹp.
những cái núm xoay ở đây cũng như cái giờ dưới nó thiết kế bọc kim loại ở ngoài đẹp lắm, không có cần số các bạn nhé. Đây chính là những cái nút bấm này PRND, rất là đẹp luôn, rất là đơn giản, các bạn chỉ cần ấn thay vì giật 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 hay là xoay như ra Jaguar Land Rover. Đây là cái núm điều chỉnh trailer kéo xe ở đằng sau, kéo theo cái thuyền hoặc ấy, nó có gắn cái remote cũng như kiểu xe remote ấy. Nút start stop engine. Chiếc này thì đang được bán tại Việt Auto với giá đó khoảng 9 tỷ. 9 tỷ. Có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây, chém gió hơi nhiều rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.